Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Vườn Realtor sẽ giới thiệu cho mọi người một vườn đất tại Lộc Nam, Bảo Lâm. Ở đây, đây là thực tế của cái lô đất ha. Đang được phát cỏ và trồng cây sầu riêng rất là nhiều phải không Vương? Đây. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mọi người cùng theo chân của Vương để đi xem cái mảnh vườn nha. Về cái diện tích thì miếng này là 1.1 nha anh chị. Nếu mà tính ra thì nó cách quốc lộ 55 của mình là khoảng 6 km, còn mà cách đường nhựa liên thôn thì nó chỉ có khoảng là cỡ 800m thôi. Hiện tại trên đây đã trồng sẵn sầu riêng. Của mình đây là bơ. Bên đây là bơ này. Ủa là phía đường đi lên đây xe hơi vào như thế này nè. Rồi á là đường đây là đường xe hơi nha. Rồi còn phía bên này là trồng bơ, còn bên này là trồng sầu riêng phải không? Coi như là đã chừa đường xe hơi ra vào thoải mái phải không? Đúng rồi. Chỉ cần lót nhựa rồi. Tầm là cỡ 3 đến 4 mét á. Còn hiện trạng thì bây giờ đã người dân ở đây đã rải đá rồi. Thì xe 4 bánh hoặc là xe 7 chỗ của mình là vào thoải mái anh chị. Ở đây là thấy có bắt điện vào rồi phong Phương? Đúng rồi, đúng rồi. Là ở đây là điện nước là đầy đủ. Phía bên đây nó có một cái ao này. Chà, cái ao. Qua đẹp luôn. Nước ở đây thì không có sợ thiếu đâu nha anh chị. Wow. Cứ tưới là nó sẽ ra lại thôi. Ở đây thì làm vườn, anh chị làm vườn hoặc là nghỉ dưỡng thì quá ok. Tại thời tiết ở Lâm Đồng của mình thì nó mát mẻ. Sầu riêng này thì khoảng được mấy năm rồi nhỉ? Khoảng là giờ đến tính ra sầu riêng này là khoảng là 2 năm. 2 năm phải không? Có một dàn cây ở bên kia thì khoảng là 3 năm. Wow. Thì với dàn sầu riêng này bây giờ hiện tại là chuẩn bị là cho bối và cho thu rồi. Đây bên. Có bông rồi. Có bông rồi. Bắt đầu cho bối rồi đó. Sầu riêng có bông rồi phải không anh? Có nhiều mặt cái điều. Dạ. Đúng rồi. Là nếu mà tính ra phải năm thứ tư mình mới thu đúng không anh? Ừ, năm thứ tư mới thu. Dạ. Còn mà năm thứ ba thì nó lại trên cái này cây đây. Thứ tư rồi. Dạ. Khúc trên dưới này là nó nhỏ thôi, phía trên cái này nó lớn rồi. Dạ, phía trên là cao rồi phải không? Là coi như là cũng dưới này, này nó là nhỏ thôi chứ còn trên kia là lớn hết rồi. Dạ. Anh biết là khoảng là bao nhiêu cây sầu riêng mà? 350 cây. 350. Khoảng 350 cây. À. 350 cây sầu riêng, còn đâu bơ là 3 sào. Bơ 3 sào. Gần 200 cây. 200 cây bơ. Dạ. Bơ bên kia bên xung quanh. Bơ ở đây là bơ 34 hay là bơ 34 chị? Bơ bút quá. Ủa? Đúng ai? Rồi, cho tụi con đi thăm vườn từ xíu. Còn về mặt sổ sách thì ok nha anh chị. Sổ sách thì vườn này là ok, sổ hồng. Sổ hồng đầy đủ phải không Vương? À, nhưng mà theo Vương á, ở đây á, thì một số người dân Sài Gòn á, thường lên đây để là gọi là mua đất rồi làm view nè, gọi là làm khu nghỉ dưỡng, thì cái vị trí này thì có được hay không? Dạ, vị trí này quá ok. Lô sầu riêng bên kia bán chưa? Sầu riêng là bên kia đấy. Lô đó thì nó chưa. Người ta để lại làm luôn. À, coi như là bây giờ là dọc theo cái con đường xẻ cái vườn của mình ra để ra là làm đường để xe hơi sau này vào phải không? Cái đường này là thuộc về vườn của mình luôn anh. Yeah. Tức là từ cái khúc ngoài kia đó là từ điểm đầu đó là đã là vườn của mình rồi. Còn đường này là đường thuộc về vườn của mình luôn. Rồi. Còn về giá cả thì khu vực này hiện tại là đã khu miếng này là cực kỳ rẻ so với giá của thị trường xung quanh rồi. Bây giờ giá của thị trường xung quanh bây giờ cũng phải là tầm 350, 400 triệu một sào hết rồi. Nếu mà mua để gọi là trồng vườn nghỉ dưỡng nè, rồi làm view nè, làm cái khu gọi là ở sau một cái thời gian gọi là tình hình dịch bệnh phong vương, thì bây giờ là ở đây là quá tuyệt vời, vị trí thì quá tuyệt vời. Không khí rất là tốt ha, cây trái đầy đủ ha, có ao ha, có điện vào tới nơi luôn. Dạ đúng rồi. Nếu mà cái này chỉ cần cất một căn nhà lên và làm một mảnh vườn nhỏ nhỏ ở phía dưới là có thể là nghỉ dưỡng được rồi. Ví dụ ở đây là đất trồng cây lâu năm phải không Phương? Dạ đúng. Thì rồi. Đối với cái đất trồng cây lâu năm á, thì đất trồng cây lâu năm á, thì ở đây thì được phép xây nhà không Phương? Dạ xây nhà thoải mái anh. À được dạ. Vẫn ở đây là ở khu vực Lâm Đồng của mình được cái là gì, hiện tại là người ta không có gắt gao về vấn đề là phải lên được thổ cư mới xây nhà. Mình có đất cây lâu năm, đất là vườn của mình thì mình vẫn xây nhà được thoải mái nha.
Đây khu vườn vườn của mình là tới đây là gần hết rồi phải không? Dạ đúng rồi. Thì vườn của mình nó sẽ bắt nam giới ở đây. Là nhìn cái thế là cà phê. Bên đây thì mình đã vườn của mình thì nói chung là đã dọn sạch hết cà phê rồi. Đó, người ta chỉ trồng cây ăn trái lên thôi. Đây, tới đây là coi như là hết vườn của mình. À, hết vườn của mình. Rồi nó sẽ đổ dọc qua bên đây. Đó thì nó chỉ ôm theo cái hàng thần tài á. À cái hàng thần tài bên kia, trên kia. Đúng rồi, trên đó nó sẽ có một cái hàng thần tài để mà ranh. Thì cứ bên đây xong rồi kéo qua bên đó, đổ xuống là vườn của mình. Về view thì ở đây là nhìn thấy nè, rất là đẹp. View rất là đẹp nè. View nhìn về thôn Lộc Nam phải không? Dạ đúng rồi. View ở đây rất là thoáng. Nhìn qua những cái đồi bên kia là đa số là người dân của Sài Gòn họ về họ mua họ cày làm view hết trơn phong bên. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Giờ nói chung là ở các khu vực ví dụ như là Vũng Tàu, Sài Gòn hoặc là Đồng Nai thì lên trên đây để mà mua xong người ta tạo view, người ta nghỉ dưỡng rất là nhiều. Đặc biệt là khu vực Lộc Nam của mình. Bởi vì khu vực Lộc Nam của mình hiện tại thì so với giá của thị trường ở các vùng khác á, thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà lợi thế ở đây là cái gì mà người ta thường hay là về đây là mua để nghỉ dưỡng thì Thứ nhất là về lợi thế thì ở đây nó được một cái là gì là thời tiết ở Lâm Đồng của mình thì cực kỳ nó mát mẻ. Và những mùa nắng á, thì nó cũng không nắng nóng. Với lại đặc biệt là ở Lâm Đồng của mình á, là nó thuận tiện cho việc di chuyển. Đó là mình di chuyển về Bảo Lộc hoặc là di chuyển về Sài Gòn. Hoặc mình có thể là di chuyển qua, nếu mà muốn đi biển á, thì mình có thể là di chuyển một cách là qua tới Bình Thuận luôn. Quá tuyệt vời, đây ra Bình Thuận và biển Phan Thiết thì khoảng bao nhiêu cây số và đúng di chuyển rồi. Như thế nào? Nếu mà tính ra từ khu vực của mình đây nè, nếu mà di chuyển xuống biển luôn Phan Thiết ấy, thì phải khoảng là 100 cây. Đây 100 cây thì chưa tới 2 cây số, chưa tới 2 tiếng đồng hồ phải không? Dạ đúng rồi. Di chuyển về biển rồi muốn có tận hưởng một không khí cực kỳ lạnh gọi là rất là rét buốt thì mình chọn Đà Lạt 100 cây số. Và mình sẽ về Sài Gòn mất hết khoảng 4 tiếng. Nếu mà sau này có cao tốc xong gọi là Tân Phú thì mình sẽ di chuyển khoảng 2 tiếng phải không? Dạ đúng rồi. Quá thuận tiện. Hiện tại là đường cách quốc lộ 55 của mình á cũng đang mở rộng nữa. Cho nên là sau này là vấn đề mà di chuyển này kia thì nó sẽ rất là ok. Thì nói về cái gọi là màu mỡ của đất thì ở đây là đất loại đất gì và nó phù hợp với những loại cây nào thì Vương giới thiệu cho mọi người một xíu. Về đất ở đây á, thì nó cũng y như các vùng khác thôi. Nó cũng gồm các loại đất ví như là đất đỏ Ba Giang nè, rồi đất thịt nè. Thì nói chung là đất ở đây thì trồng cây ăn trái thì theo anh chị được biết á, là gì hầu như là ở khu vực Lâm Đồng của mình á, thì trồng sầu riêng nó rất là ngon. Bơ nó cũng rất là ok. Cho nên là hầu như là xuất đi các tỉnh khác hoặc là Sài Gòn á, là bơ hoặc sầu riêng ở khu vực này rất là được ưa chuộng. Sầu riêng thì có những loại sầu riêng nào? Sầu riêng ở đây thì hầu như người ta với trồng đó là ri sáo nè, sầu riêng hạt và nhiều, nói chung là rất là nhiều loại anh chị ơi. Rồi còn bơ thì có bơ Ba Tư, bơ Bút phải không? Cây nông sản thì có cà phê. Cà phê ở đây người ta cũng vẫn trồng mắc ca nha anh chị. Mắc ca. Rồi thấy một cái cây đặc biệt mà gọi là đang hút khách rồi rất là nhiều mà khu vực Lâm Đồng cũng rất là ngon, đó là cây măng cụt phải không? Đúng rồi. Thực sự là ở đây là trồng măng cụt thì nói chung là về chất đất với lại là thời tiết ở đây là trồng cây ăn trái thì nó lại rất là ok. Nó cho ra một cái sản lượng với lại là cái thịt phía trong của cái trái cây á nó rất là ngon. Rồi cảm ơn mọi người đã tham khảo cái video của Phương Triêu Tơ và Phước Sửu. Xin hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.